Minh Cường và Hà Thu hân hoan chào đón quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tặng Em Một Bản Tình Ca. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Dante Promotion thực hiện và được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, Tặng Em Một Bản Tình Ca là chương trình ca nhạc kết hợp với chia sẻ qua những lá thư mà khán giả theo dõi chương trình gửi về cho chúng tôi. Chính vì vậy mà nếu như quý vị muốn gửi tặng ai đó ca khúc hoặc là muốn chia sẻ câu chuyện của mình gắn liền với một ca khúc thì hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email là tặng em một bản tình ca amoc@gmail.com. Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng âm nhạc là tiếng vọng của cảm xúc. Chính vì vậy mà Tặng Em Một Bản Tình Ca cũng có thể nói là tặng em những cái cảm xúc mà chúng ta đã dành cho nhau. Mà nói tới cảm xúc thì chắc chắn là chúng ta không thể nào quên được cảm xúc yêu đương đầu đời, đúng không? Mà tại sao cảm xúc yêu đương đầu đời nó lại phải nhớ da diết đến như vậy ta? Đó. Anh luôn trăn trở trong lòng anh câu hỏi đó. Em cũng định hỏi anh á, giờ ai lớn trả lời. Hả? Ủa, anh mới nói là anh trăn trở trong lòng anh. Chứ em không trăn trở sao? Sao anh biết em không trăn trở? Đã vậy thì thôi, anh chia sẻ luôn. Tình yêu đầu đời luôn mang đến chúng ta những cảm xúc khó quên bởi vì nó đầu đời, đúng không? Đó là cái cảm xúc đầu tiên thích một ai đó, yêu một ai đó, đắm chìm trong ánh mắt một ai đó, đúng không? Nhưng mà em nghĩ là câu trả lời nằm ở chữ lần đầu. Cái gì chỉ có một và duy nhất thôi thì chúng ta sẽ thường nhớ về nó, thường khó quên, đúng không anh? Không biết là với một cô gái như Hà Thu á, quý vị, xinh đẹp, dễ thương, tinh tế, đáng yêu. Và Cường cũng được biết rằng là Hà Thu cũng trải qua rất là nhiều mối tình. Thì mối tình đầu cô ấy sẽ khắc cốt ghi tâm như thế nào? Tình đầu của em hả anh? Tình đầu nào anh nhỉ? Hả, tình đầu nào hả? Vừa mới nói tình đầu là chỉ có một mối tình đầu thôi. À, anh kỳ ghê. Dễ thương lắm anh. Hết rồi. Dễ thương dễ sợ lắm. Hết. Chưa anh, trời, rồi người ta khắc trong tim mà sao dễ hết vậy? Rồi. Được, tại vì tự nhiên nhắc lại cái sao xuyến á. Đau. Xin lỗi, tại em xúc động quá. Tình đầu của em á hả? Lúc đó em nhớ có lần đi ăn kem ấy, cái em giận. Ủa, hai đứa kem? Giận. Ăn kem mà sao giận? Anh biết cái nét mà yêu nhau lần đầu nó kiếm chuyện giận dữ lắm. Ăn kem cũng giận. Một ngày mà bình thường mới khó chứ ngày mà gây nhau là ngày nào cũng có chuyện để gây hết trơn á. Đi ăn kem cái ly kem lạnh quá cũng giận. Ít lạnh cũng giận. Cái bạn nó kêu đi về. Xong em kêu không về, tôi đang ăn mà mắc chi bắt tôi về. Xong em ngồi lại, xong đàn ông mà tức quá, xong kêu không về là anh về trước. Xong em nói về đi không? Về đi. Xong bạn ấy giả bộ đi ra ngoài để cho em đi theo, mà anh biết cái nết của em rồi. Cái nết của em đó. Em kiếm cớ là ảnh vừa đi ra quẹo bên này, cái là em biết rồi, không bao giờ dám bỏ em lại, nhưng mà hay kiểu dọa vậy em quen rồi, cái là em lẻn đường sau em đi về trước kiếm em muốn chết luôn. Anh em ghê không? Mà người ta chờ suốt đêm luôn. Không, chờ suốt đêm thì cũng không đến nỗi đâu, anh nghĩ em có giá dữ vậy. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng chia sẻ bức thư của một bạn khán giả gửi về cho chương trình để chia sẻ về tình yêu đầu đời của mình vô cùng dễ thương liên quan tới ly siro đá bào. Mình còn nhớ ngày đầu tiên ấy, ngày đầu bước chân vào lớp 6 mình gặp cậu. Gương mặt sáng, nụ cười duyên, đáng yêu. Chẳng hiểu sao cậu cứ như là ngôi sao sáng trong tim mình vậy. Tuy nhiên lúc đó chỉ dám nhìn lén cậu thôi, đâu có thể đến gần. Ê, hắn, dạo này đàn ông của ta có bồ chưa vợ? Bồ gì tầm này, đời đang phơi phới, ế mới có nhiều người mê. Mà cái nét hiền dịu này, sao tôi không quen? Có phải nhỏ nhung chợ cá không ta? Thôi hai cái đứa này, bao nhiêu lâu rồi không gặp, mới gặp lại nhau cái là chạnh chọe nhau liền à. Tôi nghe nói là thầy Long dạy hóa mình ngày xưa chuyển công tác rồi. Còn cô Thương đó, cô Thương dạy văn, mọi người có nhớ không? Hay là lát mình xong việc á, mình ghé qua thăm cô được không? Được ha. Lát mà mình qua thăm cô nha. Nhớ cô quá. Ê, đang đầy túi, nặng lắm nha. Ghê. Đi ăn đi, thẳng bào hết. Nhung kìa. Nè, ông nói đó nha. Tôi còn nhớ hồi đó hả, nhóm mình hả, hay đi hả, ăn bánh tráng trộn của cô Sáu nè, tỏi cuốn của cô Năm nè, với lại món xì rô đá bào của cô Ba trước cổng trường nữa. Đi trời ơi, nhanh lên nha. Đó đây mới là nhỏ nhung chợ cá ngày xưa mình biết nè. Tự đúng nhiên rồi đó, cái nét hiền dịu. Ủa Cường, tới lâu chưa?
sao không thấy? Cường cũng mới tới. Đi vòng quanh trường coi có gì khác biệt không, mà y chang như cũ luôn. Và đặc biệt cái tự nhiên cái nhìn cảnh này cái mình nhớ lớp mình hồi xưa đó. Quá ê, dễ thương. Ê mà giờ á tôi đang khát nước quá. Không ấy giờ mình đi ăn siro đá bào chú Rồng, tôi thèm lắm luôn rồi đó. Siro đá bào? Cô Ba vẫn còn bán. Trời ok đi trước nha, đi trước nha. Năm rồi mà ly siro này vẫn mát lạnh và ngọt ngào như xưa ha. Thiệt hả? Vậy mà hồi xưa có người để tôi đợi hoài, đợi lâu ơi là lâu luôn á, nên tôi phải uống tới 2 ly đá bào làm mập luôn tới giờ luôn. Cậu bảo tụi mình thử một tuần giận nhau xem sao. Mình cứ tưởng là cậu nói đùa thôi. Vậy mà ngày thứ nhất tin nhắn cậu không đọc, ngày thứ hai cậu online đó mà vẫn không trả lời, ngày thứ ba rồi ly siro đá bào chờ cậu, ngày thứ tư mình lật lại cuốn sổ cậu tặng mình hôm sinh nhật, cậu đã viết những dòng nắng nót thật đẹp: mãi mãi bên nhau. Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ly siro đá bào đá tan hết rồi. Sân trường chỉ còn lại mình, những cánh phượng rơi lả tả. Tặng em một bản tình ca về mối tình đầu của chúng ta. Chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phường phí em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đâu, mối tình cơn mưa sáng sáng ngoài cửa lớn, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mắn đến lại mắn về. Chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phường phí em cầm là tuổi tôi 18, thuở
chẳng ai hay, thầm lặng mùi tình đầu. Sáng sáng ngoài cửa lớn, lao ai bay trắng cả giấc mơ là bài thơ còn hoài trong vở giữa giờ chơi mang đêm. Tình đầu của anh sao nè? Lúc đó thì yêu đơn phương một người, người đó cũng thích yêu đơn mình phương. Người đó cũng thích anh và người đó lại là hoa khôi của trường nữa, xuất sắc chưa đó. Mình đâu có dám là công khai đi yêu anh đâu. Anh cũng biết chọn người yêu anh ha. Anh mới có một cái kế. Đi học về hết, mọi người đi về hết rồi anh chui lỗ chó vô, quay trở lại giết đầy bàn hết tất cả các bàn là Cường cộng tên người đó. Bắt đầu sau đó tự nhiên cái mọi người rộ lên đó, trời ơi Cường với người đó đó ha. Chưa dừng lại ở đó đâu, câu chuyện còn tiếp nối là anh còn tặng người đó hoa phượng bằng một cách vô cùng lãng mạn khác. Cũng chui lỗ chó nữa em. Bắt đầu anh chui vô anh mới bẻ phượng để mà anh bỏ vô học bàn của người đó. Ví dụ là buổi sáng là 7 giờ đi học phải không, là 6 giờ là mọi người bắt đầu vô trường rồi, thì là 4 giờ mấy 5 giờ là anh đã chui lỗ chó anh vô, là anh bẻ phượng để anh bỏ vô học bàn người đó rồi đó. Trời ơi anh trót lọt em, ra tới cửa lớp là bị bảo vệ bắt. Trong cái phần mà chọc cờ đó, anh bị kiểm điểm trước sân trường là phá hoại của công. Nhưng mà người ta đâu có biết đằng sau cái sự phá hoại đó là một mối tình trong sáng ngây thơ đầy đáng yêu, đúng không anh? Nói chung là nó rạo rực như là màu của cánh phượng vậy. Em hiểu mà, thôi đừng khóc. Nhưng mà bây giờ kết hợp câu chuyện của anh và em đi. Là câu chuyện của em là có ăn kem ha, còn câu chuyện của anh nó liên quan tới loài hoa. Ăn trộn, dạ. Loài hoa. 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 Chúng tôi gặp nhau đúng kiểu học trò. Hôm ấy tôi đang vội vã đạp xe đến trường thì gặp em đang loay hoay trên đường với chiếc xe đạp xúc xên, tà áo trắng quét đất, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, thấy thương lắm. Tôi tấp xe vào lề và ra tay nghỉ hiệp. Ánh mắt em khi ấy đầy ngưỡng mộ. Em đâu biết chuyện cõng con đó với mấy thằng con trai tụi tôi là bình thường thôi. Rồi chúng tôi cùng đạp xe tới trường, vừa kịp giờ vào lớp. Từ đó mỗi ngày hai đứa chờ nhau ở ngã ba đường và cùng đi. 2 năm chúng tôi đã đồng hành cùng nhau như thế. Em cũng chẳng còn lo xe xúc xên nữa, tôi không lo áo em nhúng bụi nữa. Nhưng mãi đến năm cuối cấp tôi mới nhận ra tôi thích em. Đúng là chỉ dám nói thích thôi. Tuổi đó những rung động thật sự khó diễn tả. Sáng sáng chờ em đi học, chỉ cần thấy bóng dáng em từ xa là tim tôi đã loạn nhịp rồi. Suốt một năm tôi ấp ủ tình cảm đó trong tim, cho đến một ngày tụi tôi dự lễ ra trường.
học trò thời nào cũng vậy, lãng mạn như nhau, đám bạn cũng bẻ phượng để tặng người mình thích. Tôi thì đã chuẩn bị sẵn món quà tặng em để làm cớ có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình. Sao tôi buồn quá vậy? Tôi buồn là vì mấy người á. Tôi sao mà Thu buồn? Không đi học nữa thì ai đưa tôi đi học? Rồi khi xe tôi hư, ai sửa xe cho tôi? À, có nghĩa là vậy thì không lo. Mỗi khi mà Thu buồn, Thu cần là tôi sẽ như ông một xuất hiện liền. Tôi sẽ giúp Thu. Thiệt. Hứa nha. Tôi hứa mà. Không được có nuốt lời đâu á. Tôi hứa đó. Tôi có này tặng Thu nè. Tôi làm lâu lắm mới được á. Ê, coi chừng rớt. Tặng tôi hả? Dễ thương quá à. Bằng lăng, con đường đầy hoa bằng lăng mà tôi và em qua mỗi ngày gần như đã trở thành kỷ niệm. Và em tặng tôi loài hoa ấy có ý nghĩa gì? Tôi mãi hoài thắc mắc. Hôm ấy, hai đứa tôi đã dắt bộ từ trường về nhà. Chia tay em, lòng tôi lâng lâng khó tả. Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, sau tôi còn hai đứa em ăn học, tôi quyết định rời quê vào thành phố tìm việc làm. Sáng sớm, trước khi lên xe, tôi chỉ dám đứng tần ngần trước nhà em mà không dám gặp. Tôi lo vào thành phố rồi tôi có làm được gì cho ra hồn hay không, cũng không muốn em phải nặng lòng vì mình. Nhưng lặng yên thì không đành lòng, tôi viết mẫu giấy với dòng chữ "Hãy chờ anh" để vào hốc cây trước nhà. Hốc cây ấy là nơi hò hẹn thư từ qua lại của chúng tôi từ khi kết thúc năm học. Con đưa em về ban trưa, tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa trớn ngang vai. Con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày, từ bao giờ lòng tươi nhớ yêu người mà nào có. Trong vườn tiếng dương gầm đó lặng lẽ đưa ta về phía cuối đường. Con đường em về năm xưa, có biết hay chăng bây giờ hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng giữa. 3 năm, tôi đổi số điện thoại trong nỗi nhớ em quay quắt. Nhiều khi tôi muốn gọi cho em, nhắn cho em, nhưng đành câm lặng. Tôi vẫn chưa làm được gì, trong khi gia đình em rất khá giả. Nếu tôi liên lạc, tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới con đường của em. Tôi chờ chữ duyên. Người ta bảo nếu có duyên thì vẫn sẽ gặp lại. Và tôi im lặng trong nỗi nhớ quay quắt. Đường tím bằng lăng, em đi bên tôi, vẫn cho tôi cơ hội đó. Mà sao cảm giác như hai người xa lạ. Sao bây giờ anh mới về? Anh có biết những năm tháng qua em sống như thế nào không? Những năm tháng qua đối với anh cũng vô cùng khó khăn.
anh nhớ em vô cùng. Anh có biết á, cái ngày anh đi á, em đã buồn lắm. Anh đi, anh chỉ để lại một bức thư ở dưới cái gốc cây này nè. Nhưng mà bức thư đó chỉ có một dòng chữ: hãy đợi anh. Đợi như thế nào? Đợi đến bao giờ hả anh? Em mong rằng anh đừng bao giờ tìm gặp em nữa. Hãy quên em đi. Thu, Thu. Anh xin lỗi. Kể từ đó, em không cho tôi cơ hội gặp lại nữa. Tới bây giờ thì đã 5 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể quên được em. Con đường em về ban trưa, hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chớm ngang vai. Con đường em về mưa bay, ta đứng trong theo bao ngày, từ bao giờ lòng cứ nghe yêu người mà nào có hay. Con đường em về thơm hương ngọc lan khuya rụng trong vườn, tiếng dương cầm đâu lặng lẽ. Có biết hay chăng bây giờ hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa. Hoa tím thôi không chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới mưa. Hoa tím thôi không chờ nữa. Thưa quý vị các bạn, và thông qua những chia sẻ ngày hôm nay với rất nhiều những tâm tình, những câu chuyện mà chúng ta cũng thấy được rằng là tình đầu để có thể trở thành tình cuối vô cùng khó khăn, bởi những cảm xúc ban đầu nó luôn tươi mới nhưng mà nó không được dựa trên những cái nền tảng vững chắc, đúng không? Có rất nhiều những yếu tố còn thiếu để mà mối quan hệ đó có thể cập được một bến bờ hạnh phúc gọi là hôn nhân. Và nhất là lúc đó mà tất cả chúng ta đều rất là trẻ, ít kinh nghiệm, non nớt, đúng không anh? Chỉ biết yêu thôi và yêu, chứ không biết làm thế nào để vun đắp cái tình yêu đó. Dù không có thành nhưng đó cũng sẽ là những cái kỷ niệm đẹp mà ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ luôn luôn nhớ, đúng không anh? Ừ. Và chúng tôi hy vọng rằng là với chương trình ngày hôm nay, chủ đề là tình đầu của Tặng Em Một Bản Tình Ca, thì hy vọng là quý vị cũng đã có cho mình những ký ức thật là đẹp về mối tình đầu. Và nếu như ai may mắn có được tình đầu trở thành tình cuối luôn thì quý vị hãy trân trọng nó, bởi vì đó là mối tình vô cùng quý giá. Bởi vì mấy ai trong cuộc đời mà có thể biến tình đầu trở thành tình cuối được đâu. Kính thưa quý vị, những câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ đều là những câu chuyện có thật và do các quý vị khán giả gửi về cho chương trình, và chúng tôi đã tái hiện lại để quý vị có thể cảm nhận rõ hơn những cảm xúc đó. Chính vì vậy mà nếu quý vị có muốn chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình, hoặc là muốn gửi gắm một chút tình cảm thông qua những bài hát đến người mình thương, thì đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email tặng em một bản tình ca a@gmail.com quý vị nhé. Thưa quý vị, Tặng Em Một Bản Tình Ca là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Vũ Mạnh Cường và Hà Thu xin chào và hẹn gặp lại.